Ý em đi ha, mở màn hình lên nè. Ý sao ngồi mình mặt xa xăm vậy? Tại cái đó là tình cờ bạn em chụp lại cho em. Bất ngờ nhất lại đẹp nhất, lướt qua nữa nè. Ủa trong cái ô vuông vuông nó một đống cái đó là gì em? Cái này chị. Áp chụp hình đó chị. Áp chụp hình. Dạ. Cho chị coi hình đi em. Có ai giống em quá vậy kìa? Cái cô áo vàng là ai? Dạ tại bạn chơi thân chung á. Ghét giống luôn hả? Chơi thân mà giống. Ủa chị nghĩ là phải chị em chứ. Tại vì nãy chị có hỏi em là Nhi em là phải có Nhi chị. Rồi Nhi chị đâu? Dạ chị ở với ba mẹ dưới quê á chị. Lúc mà em còn nhỏ là ba mẹ em đã kiểu ly thân một thời gian. Chị em thì về nội, còn em thì về bên ngoại. À chia ra. Dạ. Xong rồi sau này ba mẹ về ở với nhau á. Ba mẹ về lại rồi. Dạ. Chị em về ở với ba mẹ, còn em kiểu ở với ông bà quen á. Rồi có anh chị em gì nữa không? Dạ không, gia đình chỉ có hai chị em sinh đôi như vậy. Hai chị em sinh đôi thôi mà chia ra. Chia sẻ với em nha. Nhưng mà em không có tấm hình nào với chị trên đây hết hả? Cái điện thoại trước của em thì có, nhưng mà em làm mất á, em làm hư á, cho nên là kỳ sao về chụp lại nha. Nói chị Việt Hương yêu cầu em với chị chụp vài tấm hình ha. Dạ. Để lâu lâu hù chơi bỏ ra hỏi ai đây, cho bồ giật mình, cái ông số 4 giật mình cho coi. Dạ. Nha, ổng sao không biết ai ra ai. Thôi giờ bỏ qua chuyện đó nha. Bây giờ cho chị coi cái hình mà đông thiệt là đông đó là em đi đâu. Dạ em đi chơi với bạn á. Ôi ôi Quyền nhớ đi chơi vui nè. Đây hình đi chơi nhiều quá ha. Ông bà ngoại cũng cho đi luôn. Dạ cho ông tại lúc chắc cưng dữ cho đi à. Dạ. Có ghi chú gì không? Dạ em không có thường có thói quen có ghi chú. Trời sao tôi ghi quá ghi ta, chắc già. Thôi thì mời bạn Quỳnh Trang. Đẹp quá, tấm hình mờ sương khói. Photoshoot quá trời áp luôn. Money note. Là gì ạ? Dạ là ghi chủ kiểu em kiểm soát chi tiêu của mình hàng ngày. Được nha. Khéo léo, được. Được, này quen luật sư được. Hai đứa đè nó tính không ai làm lợi. Cái gu âm nhạc của em như thế nào? Vô nhật ký à. Dạ hầu như là ballad thôi anh. Ballad thôi. Bullet, nhạc của em chắc là buồn khóc luôn á. Tại sao em không nghe nhạc vui chơi cuộc đời nó tích cực? Không, ý là em thích cái âm nhạc nó nhẹ nhàng lúc mà mình ở một mình. Còn nhạc vui thì em vẫn có. Là em chủ yếu là nghe bên nhạc Âu Mỹ là nhiều. Vào Instagram hay là Facebook gì đó để coi dòng thời gian được không? Facebook đi. Rồi. Chang chang. Tiếp đi em. Đội lễ tân của trường á nha. Là gái đẹp mới được làm đội lễ tân đó. Hoạt động trường cũng nhiều ha. Đúng rồi, đẹp mà. Bạn hoạt động ở trường như vậy thì có nhiều bạn trai để ý ngỏ lời gì không? Thực ra là em không có nhiều lời ngỏ ý đâu anh. Tại em là ở ngoài là một người khá là trầm tính. Có một số người mà khi mà gặp em mới nhìn vào thì họ có những cái nhận xét là em khó gần. Nhưng mà thực sự là không phải như vậy. Khi mà những người khác mà tiếp xúc nói chuyện với em thì họ rất là thích em. Vậy là sau chương trình này mọi người đều biết em dễ gần hơn rồi. Và biết đâu được là ồ ạt tới rồi mấy chàng trai của tụi anh gặp khó khăn hả? Nếu mà em chưa có người yêu thì những cái lời mà ngỏ lời thì em có thể xem lại. Còn mà nếu mà có rồi thì chắc chắn là sẽ không có. Rồi bây giờ vậy nè, hai anh kia sẽ được khám phá hai cái điện thoại này. Và sau khi khám phá mấy anh sẽ quyết định là có gọi điện cho mình hay không. Mời hai chàng trai khám phá hai cái điện thoại. Trong lúc đó chúng ta giải lao trong vòng ít phút.